Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi khảo sát kiểm tra thực tế dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố do quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Diện tích quy hoạch sử dụng đất hơn 29 ha. Đây là dự án cụm công nghiệp đầu tiên trên địa bàn thành phố được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố và hiện đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, cơ chế vận hành và vẫn chưa được khớp nối đồng bộ. Đặc biệt chưa có đường giao thông ra vào cụm công nghiệp và chưa có hệ thống thoát nước. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế từng hạng mục tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ ra những vướng mắc bất cập, chỉ đạo tháo gỡ khắc phục từng phần việc hạng mục và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành đơn vị chức năng. Liên quan đến hạng mục đường giao thông ra vào cụm công nghiệp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo. Nếu chúng ta xác định cái giai đoạn 2 này nó còn lâu dài thì theo tôi là đây là con đường duy nhất vào cái khu này. Nên là tốt nhất là nên làm cho nó đảm bảo kiên cố đi. Chứ không nên làm cấp phối rồi vài hôm nữa lại đầu tư, lúc đấy lại làm một cái dự án mới để đầu tư ra. Để cho nó đồng bộ với cái đường hiện nay của người ta cũng đang là cái đường đã hoàn thiện rồi thì mình cũng nên kết nối vào để đảm bảo cho cái việc sau này cái lưu thông của các cái doanh nghiệp vào trong này. Liên quan đến vấn đề thoát nước, một hạng mục quan trọng của dự án được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đặc biệt quan tâm. Hạng mục này đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, cơ chế, quy hoạch, thiết kế nên chưa thể xây dựng khớp nối. Để thoát nước mùa mưa, hiện dự án đang được triển khai thi công hệ thống thoát nước tạm. Bí thư Thành ủy chỉ đạo. Giải pháp xả thải xuống dưới này là phải có phương án để đảm bảo cái việc là một là chống ô nhiễm, hai nữa là cái việc gây cái lũ lụt xuống dưới cái hạ lưu này. Bởi vì bây giờ nó chưa có đường để thải ra, chảy ra ngoài. Nhá. Các anh phải có cái phương án và các anh phải báo cáo chứ không có làm theo kiểu là cứ đánh cờ lớp 1 như thế đâu. Bây giờ đã làm là các anh phải tính toán hết tất cả những cái tác động của nó và những cái ảnh hưởng của nó để có cái biện pháp và cái báo cáo để có những cái chủ trương để giải quyết một cách nó tổng thể. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý phải tính đến phương án tổng thể, phải có tường bao giữa cụm công nghiệp với nhà dân và cần thiết phải tính toán giải tỏa thêm một số hộ dân để đảm bảo việc khớp nối dự án lâu dài, không để dự án tác động ảnh hưởng đến nhà dân. Đối với hạng mục trồng cây xanh, Bí thư Thành ủy cho rằng cây xanh đang trồng hiện tại quá nhỏ, do vậy yêu cầu phải lựa chọn cây xanh phù hợp thổ nhưỡng và cây đủ lớn để sinh trưởng nhanh. Bí thư cũng cho rằng thi công bờ ta luy chưa đảm bảo, rãnh mương quá nhỏ không thể thoát nước và nguy cơ sạt lở rất cao, do vậy phải sớm có giải pháp khắc phục. Bí thư Thành ủy chỉ đạo quận Cẩm Lệ nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng, các sở ngành hoàn thiện các thủ tục về quản lý tài sản công, xác định giá, trên cơ sở đó hoàn thiện các trình tự thủ tục để kịp thời bố trí đất cho doanh nghiệp. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố có báo cáo xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành báo cáo cho Thường trực Thành ủy để có chỉ đạo. Tinh thần là phải triển khai quyết liệt và báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc cho Thường trực Thành ủy để chỉ đạo tháo gỡ.